Chào các bạn nhá. Vừa vợ mình nhà đi tưới rau, thấy một con cá chấm bị chết các bạn ạ. Mình thì mình không phải chuyên nuôi cá, chỉ là nuôi mấy con cá cải thiện thôi. Như thấy kinh nghiệm nhiều người nói là cá chấm thì nó khá to ấy, nó bị mọc răng cho nó chết. Và người ta chia sẻ là khi cá mọc răng ấy là mình nên cắt lại lá rau mềm để cho nó ăn, nó nuốt, nó không phải cắn nhai để đỡ chết. Con cá này, ôi con cá này cân tư các bạn ạ. Mình cứ tưởng nó bé cân tư rồi. Cân tư, mình tưởng nó nhỏ các bạn ạ. Cân tư rồi các bạn ạ. Đây, hôm qua vừa làm video về vải nhà mình, con cá đúng cân tư. Đây, ấy cân tư rồi các bạn ạ. Đây, cân 2, cân 3, cân 4. Bây giờ mình thì kiểm tra xem răng nó nào nhé. Hai con các bạn ạ. Bị hai con. Một con nhỏ hơn một chút, con này to hơn là cân 4. Xem là con nhỏ nó là bao nhiêu. Đấy. Một con cân 4 này. Xem con này là bao nhiêu nhá. Con này nhỏ hơn. Ui, nhỏ hơn như con này cũng cần xì đà. Nghiêng nghiêng. Ôi, con này còn cần mốt. Nhưng mình nuôi một năm, nhưng không phải nuôi một năm đâu. Khá muộn đấy, đây là nó chết đấy. Bây giờ mình kiểm tra xem răng nó như nào nhá. Liệu phải nó mọc răng không? Một con cần 4, một con cần mốt. To à? Ghê vậy. Thứ nhất mình kiểm tra xem nó phải mọc răng không? Rửa qua các bạn ạ. Nó cũng vừa bị chết thôi, nó vẫn còn tanh, nó chưa thối, chưa đưa cho nồi mì tiết kiệm. Cho nhiều mắm muối một tí. Người Việt Nam mình nghèo khó mà. Nó chưa bị nhớt. Và cái này khi nó mặc răng này nó ăn nó khó, thế bảo là khó thì mình lấy rau, lấy sắn, lấy lá rau mình băm nhỏ để cho nó băm nhỏ để cho nó nuốt các bạn ạ, không nó không ăn được. Vậy là cá trên 1 cân trở lên nó bắt đầu bị mọc răng. Trên 1 cân nhá thì bắt đầu bị mọc răng. Có năm mình nuôi nuôi xong mình chẳng nuôi hơn 10 năm, bắt đầu mình ăn dần có phải sao có con nặng hơn sẽ là mọc răng, có thấy răng không? Vì sao con nặng hơn 5 cân? Câu sướng phê lắm. Thứ nhất mình kiểm tra xem có phải mọc răng không. Ơi, sao đâu? Úi giời, bụng quá. Bây giờ mình chỉ kiểm tra mỗi cái đầu thôi nhá. Con này mọc răng không? Ôi con nữa à? Thế tìm nó xem có con nào không? Cân tư đấy. Rồi. Thế lấy đèn pin đi tìm xem có con nào. Ôi con này bị cũ rồi, ai vẫn được. Xem con này bao nhiêu nhá. Cân tư đấy. Con này còn tươi hơn. Ôi con này cân rưỡi. Ôi cân sáu. Này. Đây cân 6. Con này to nhất. Ừ con này cân 6. Thế đây là viên tìm đi. Cái gì cơ? Xoay hết đấy gì? Ui con này cân 6. Trong lớn phết ít mà. Này cân 6 thì mới nọ đây này. À cân 6. 1 cân này, cân 1 này, cân 2, cân 4, cân rưỡi là cân 6. 1 năm là cân 6. Chưa 1 năm chứ nhỉ, nuôi từ tháng mấy? Hái vải xong mới lấy. Hái vải xong. Hái vải xong mới mua đúng không? Tháng 6 ôi tháng 6 thì bây giờ là tháng 10 nhỉ, 11, 5 tháng là cân 6, khủng ghê đấy, nuôi được đấy. Tôi chỉ kiểm tra ba cái đầu thôi. Xem nó có phải là mọc răng không? Con này cân 6 đây. Thôi, để bỏ ra cho tủ lạnh đỡ phí các bạn ạ.
trên cân. Thế mai kiểm tra tiếp, mai chắc có đấy. Thì cắt rau, cắt rau, rau muống rồi rau đi sắn băm vào cho nó ăn, nó chết hết đấy, phí lắm. Cho những cái đồ này về làm chăn chó. Thế mà có răng này này. Đâu nhỉ? Răng đây. Đây, răng này. Đầu kiến mọc răng là răng này này. Đâu sửa rửa sạch. Thế rồi em đi. Chứ bà không biết nó mọc răng xong nó bị... Đấy, răng này này. Thế bảo thế thôi. Bây giờ mình cứ làm thôi. Mình có chuyên, mình chẳng chuyên... chuyên nuôi cá đâu. Chỉ nuôi để cải thiện cuộc sống thôi. Hai cái đen đen này. Ừ, đây này, đây này. Cái đen xì xì này. Đen xì xì chắc đang mọc rồi. Một. 2, 3, 4, 5. To hơn cả hàm của người ấy. Thế bỏ thế thôi, chứ mới phải không? Ôi, cái này anh cắt ra từng khúc rán thôi. Ừ, được rồi, bây giờ, bây giờ. Anh xem từng con một đây này. Răng đây này. Nè, răng này. Con ơi, con đủ nước tắm chưa? Con mở cửa ra cho mẹ đấy. Thôi, kiểm tra lúc mấy con nữa xem nào. Em có phải là mọc răng nó bị không? Chị tắm chưa? Ôi, bình vụng lắm các bạn ạ. Nấu nướng thì không biết gì đâu. Trời, chưa nói phép thôi. Tắm cho em thôi, Nhật Tân ơi. Trời ơi, hơi bắn. Để xem con này. Ui, con này, con này răng với khủng này. À này, cái cục răng hàm nữa này. Nó đùng. Này. Xem con răng bên trong này nào. Này, răng này. Đen xì. Thế bảo thế. Rồi tóm lại đang mọc răng nhá. Tốt nhất là đi kiểm tra lại xem có con nào không để vớt một thể. Tôi cảm ơn các bạn xem video, chia sẻ với các bạn một chút kinh nghiệm dân gian, chẳng biết có phải không, cứ nói bừa thôi nhá.